Máy chủ siêu cấp Trung Quốc chính là nơi các cờ thủ hàng đầu thế giới hội tụ. Ở đây chắc chắn không thể thiếu những cái tên máu mặt dẫn đến những trận đấu nảy lửa và những pha combat đấu trí căng thẳng liên tục diễn ra. Huân Mê cũng là một người chơi không thể không nhắc đến trong số này. Nói về kỹ năng thì anh Huân có thừa khi từng nắm giữ ngôi vị Á quân mùa 7. Và game sau đây, anh đã chứng minh điều đó một lần nữa khi lật kèo ngoạn mục trong lobby toàn quỷ với động lực cuối cùng và 10 KDA. Giờ thì không dài dòng nữa, anh em cho ngay một like, một sub. Rồi anh em mình vào việc. Sau 3 round quái, các mảnh đồ Huân Mê nhận về là găng, giáp, váy, khởi động game với chức năng cấp vàng. Anh lấy ngay lò rèn thần thoại và chọn vũ khúc. Cửa hàng sau đấy mấu luôn Kasante siêu sao như một dấu hiệu để nổ hũ. Nhưng tạm thời chưa đủ mốc nên chỉ khởi đầu với một trận win. Round tiếp vẫn không thấy AFE để kích 3 Hastil. Nhà này thì muốn đánh thua nên chỉ để 2 chest. Thế là anh lại có free win. 2.3 game vẫn trêu đùa. Đánh bấm up cấp một lần ở vòng này với hy vọng lượt free roll sau chợ có tỷ lệ ra set và Yone. Vòng chợ vẫn không có một Hastil nào. Anh đành nhặt cây cung ở lượt ra cuối. Về nhà, free roll cũng không giúp anh nuôi được cái hũ. Đành tối ưu thêm quyền năng cho Kasante với hy vọng tiếp tục giữ chuỗi. Nhưng 2.5 gặp phải nhà Disco. Hồi phục liên tục từ cả tộc hệ lẫn Nami là cực kỳ khó chịu. Kasante bị hội đồng cũng lên bảng sớm. Trinh dù cố nhưng vẫn không đủ đam. Huấn mì bay luôn cái chuỗi. Đến 2.6, AFE mới chịu xuất hiện. Nhưng round này gặp ngay một ông chuỗi thua. Bán cả sàn chỉ trở lại 2 con 8 bit. Kết quả đã quá rõ ràng, Huân Mê lại thắng. Bầy đá rơi 2 nước mắt kèm vài xu lẻ. Sang 3 chấm có thêm Yone từ cửa hàng thay tạm vào để đép. Nhưng gặp ngay một nhà hách đồ cực khó chịu bằng nâng cấp liên minh chấp vá. Chênh lệch sức mạnh là rõ từ cả hai bên. Vách phía sau lại còn hoảng sợ liên tục. Kasante cố lắm cũng chỉ kéo theo một chết trước khi nằm. Vòng này thua khá đau, bay mất 11 máu. Vòng chọn tiếp, lần này là các nâng cấp kim cương giúp đẩy nhanh nhịp độ trận đấu. Anh đôn cả 3. Và ở đây có một nâng cấp đang cực mạnh trong meta, chính là song sinh đáng sợ. Nhưng vì trước đấy anh đã gặp một nhà đang lăm le đánh tuyết vách rồi, nên anh chọn động lực cuối cùng cho nó bó cần. Một phần cũng vì bài đang yếu và có Hastil, nên động lực sẽ phù hợp. Vừa lấy xong thì gặp ngay nhà vách. Nãy mà lấy song sinh tranh bài có khi lại hút sớm. Địch đã có tận 5 vách với đồ chuẩn sách giáo khoa, sau đó đánh bại anh tương đối dễ dàng. Poppy lúc này cống hiến, anh bắt tạm nhưng chưa cho ra sân. Gặp phải nhà bot chưa gì đã sắp mạ vàng, cũng may 18 con. Nên anh Huấn mới đủ sức chống trả và lôi theo vài chết. Không thì lại nguyên sàn vào mồm chứ chả đùa. Vòng chợ sau đấy nhặt mảnh kiếm trên người Samira. Không ngần ngại mà chọn vội nâng tầm cuộc chơi. Vì đang có động lực cuối cùng, anh quyết định tất tay, cuối game lật kèo comeback. Round này đối thủ cũng là Hastil, nhưng họ vừa có Ezreal sớm, vừa có nâng cấp đẹp. Bài vẽ như này thì cháu chịu rồi. Sát thương Ezreal quá to, nhanh chóng thổi bay sàn đấu. Lại một trận thua đau, lấy hơn 12 máu. Đến vào nhạy cảm, anh Huấn buộc phải check bài kỹ để giữ lấy cái chuỗi. À, vào tầm này thì chắc cũng chẳng còn bài nào yếu hơn được nữa đâu, nên chỉ cần xếp Kasante cùng Jinx ra sau là đủ. Gặp ngay Riven 8 bit, đồ đạc chuẩn chỉ, nên cô chỉ cần vung vài kiếm là chém tan nát tim ta. Lại bị đấm cho nguyên sàn không chơi phát nào. Bầy sói xuất hiện cũng là lúc kích được 5 Hastil, chúng mang về thêm cây gậy, mảnh giáp, kiếm và một máy nhân bản nhỏ. Sang 4 chấm có được Ari nên thay vội vào chỗ Jinx và tối ưu bùa xanh cho cô. Gặp lại nhà Disco vẫn đang đép bằng công chúa bong bóng. Hàng thủ quá chất lượng với Taric 3 đồ. Xác lại còn cấm căng ánh sáng, khiến Huân Mê cực kỳ chật vật để xuyên qua. Ari hôn gió mê hoặc liên tục nhưng lại trúng Taric nên xem như vô dụng. Vòng này tiếp tục bị đấm cực đau, chỉ còn 26 máu. Nâng cấp của xuất hiện nhưng chỉ bậc bạc. Anh chọn luôn cái đầu để nhận một trang bị thành phần, 2 vàng và một tướng bậc 5 với hy vọng sẽ có một carry đủ tạo đột biến. Và đó lại chính là Kain, nhưng hiện vẫn thiếu Ezreal để kích 7 Hastil. Đối thủ sau đấy là một nhà dùng luôn Ezreal Carry. Đã lên 2 sao nên sức mạnh là không cần bàn cãi. Từng chest nhà ta bị hạ gục. Kasante cầm đồ gần như là vô dụng. Trụ được đến cuối mà không có đam nên chả khác gì bao cắt. Lúc này cái hũ cũng được anh cho nổ luôn ở gần 400 số. Nhận ngay cặp xẻng vàng cùng hai mảnh là găng và gậy. Đánh giá hũ này khá là chất lượng nha. Tiếp đó xả tiền cực vội để xoay bài. Bắt được Ari siêu sao cùng dàn KDA. Anh quyết định đóng luôn hai ấn KDA với xẻng
chứ không ghép vương miện. 4.3 đối đầu bát 3 sao. Đang chấp đống đồ ngoài hàng chờ nên không khó hiểu khi anh Huấn hoàn toàn lép vế. Dù vậy, trận thua này nằm trong tính toán để anh kích nốt động lực. Đi chợ nhặt vội cây gậy, về nhà cũng tự động lên 9. Đội hình bắt đầu hoàn thiện với 10 KDA. Anh tiếp tục xả tiền nâng chúng lên 2, nhưng khá đen khi toàn ra đôi. Chạm mặt nhà Ezreal nổ hũ, lượng đồ giờ mới được ghép vội cho Ari. Lượng chỉ số từ mốc 10 KDA phần nào bù đắp cho dàn tướng thiếu nhi trên sân. Chúng vẫn câu kéo khá tốt khiến Ezreal chưa thể chạm tới Ari phía dưới. Akali vẫn đang liên tục làm mềm kẻ địch, giúp Hồ Ly dọn sân. Lúc này có mỗi Ezreal nhưng lại có quá nhiều mục tiêu. Dù đã dịch chuyển nhưng hắn vẫn lãnh chọn hôn gió và đi theo đồng bọn. Đúng là lobby thách đấu đảo mắt ghê thật. Đã có ung binh báo hiệu 7 con Ari của hôn mê để bắt đầu giam tướng. Anh roll tiếp nhưng chưa đủ may mắn, dù vậy vẫn nâng được Kain 2. Chạm mặt Riven mạ vàng. 4.6 này nhờ xếp bài khéo nên Ari giữ được khoảng cách. Lượng đam từ Riven cực to nhưng đang bận chém tranh nên đưa mặt ra cho Ari spam hôn gió. Sát thương hồ ly không thua kém, nổ quyết liên tục, sốc luôn Riven và dọn sân. Bầy chim biến dị có mặt cho giáp lưới, cập cung và một mảnh tự chọn. Bước qua 5 chấm, gặp phải nhà thần bài Disco. Akali vừa vào đã nhanh chóng áp sát tuyến dưới Hạ Nami và cấu máu tuyết rực phết. Các tranh cơ tuyến trên thì liên tục bị bào mòn bởi Ari và Kain. Blitz cũng lì đấy, nhưng bị hội đồng thì vẫn không sống nổi. Gã người máy hơi nước nằm xuống thì cũng không có ai che chắn cho thần bài. Lãnh đúng một xoáy là mất dạng, hồn mê áp đảo hoàn toàn. Cửa hàng lại mớm thêm con Ari nữa. Anh Huấn lên một bước đến gần hơn với top 1. Tài đấu nhà tay to Ezreal Carry, combat vừa nổ ra, Akali đã gặt ngay cái đầu chú tư, đồng thời cầu máu Ezreal kha khá. Dù vậy, với sát thương cộng thêm cực nhiều, sàn chống chịu Feta cũng không chống đỡ được và gần như mất dạng. Nhưng Ezreal sau khi dọn được vài chest cũng ăn phải một hôn gió bay màu. Đối phương chính thức không còn carry, trong khi Ari, Akali và Kain vẫn sống. Kết quả quá rõ ràng. 5.3 lại gặp thần bài Disco, chắc chắn không phải đối thủ của hôn mê, vì sát thương thần bài lại theo thời gian, trong khi các đồng minh của hắn đã nằm từ sớm và không thể câu kéo thêm. Ngoài ra, anh Huấn còn có đến 3 carry, nguồn đam là quá đa dạng, khiến lớp phòng thủ của họ nhanh chóng bay màu. Tuyết sượt phết thì gần như no hope khi chỉ còn một mình. Round này, anh Huấn đấm phát bay luôn gần 20 tiết của ông minh kia, suýt thì chim cút. Vòng chợ này hên cho lobby là không có con Ari thứ 9. Đối đầu với hôn mê 5.5 là bộ cờ 8 bit. Nhà này giờ có thêm Caitlyn phụ đam và Mordor 3 sao. Nhưng bấy nhiêu đấy là chưa đủ để cân bằng sức mạnh. Akali đã áp sát tuyển sau từ sớm, cùng Kain bào mòn các con tay dài. Ari có vị trí đẹp, tránh xa được Riven, nhưng lại bị Caitlyn nhắm bắn. Cũng may không đủ đam kết liễu. Hồ Ly chọn Riven là mục tiêu tiếp theo. Một pha hôn gió khiến cô hấp hối, và chiêu lần 2 thì bốc hơi luôn. Đối thủ này buộc phải dừng cuộc chơi. Ari có vẻ đang bị giam nên mãi chưa chịu lên 3. Nhưng với sức mạnh hiện giờ, có lẽ anh Huấn vẫn thừa sức top 1. Gặp lại nhà bát, họ vẫn chưa có thêm Miss Fortune 3 sao để phụ đam, thì chắc chắn không có hy vọng nào để chiến thắng. Sát thương từ đối thủ vẫn có, nhưng chưa kịp đánh tới chỗ Ari thì đã bị Hồ Ly dọn sàn. Dù vậy, thất bại này không quá đau, giúp đối thủ vẫn trụ vững trong top 4. Dòng ngàn tuổi có mặt, giờ mà rơi đúng cái máy nhân bản thì hay. Nhưng cuối cùng không ra, anh chỉ nhận thêm một kho trang bị tự chọn, bonus vài vàng. Trận chiến kéo sang 6 chấm, vừa qua round mới thì lại có luôn Ari 3. Chắc chắn là game bắt anh Huấn phải top 1 rồi. Lấy thêm giáp gai cho Eco, mà tầm này thì đồ gì chả được. Đối thủ xui xẻo phải gặp Huấn mì round này là Hastil. Combat vừa bắt đầu, Poppy của họ đã mất dạng sau hai pha dùng chiêu của Ari. Thresh được xếp khá xa nên không sợ bị xích khóa mõm. Ezreal dịch chuyển đần cũng rơi vào tầm ngắm, một chiêu bay màu. No hope cho kẻ địch, giờ chỉ có nhân bản Ezreal hay Poppy lên 3 thì có cửa. Round tiếp chạm trán các tay to mặt lớn, nghe tên oai đấy, nhưng gặp Ari 3 thì vẫn phải cụp cái pha xuống. Các tranh cơ phía trên có không chịu nổi, thì dàn tay to phía sau chỉ một chạm là sám mặt. Combat không còn gì để bình luận khi tốc độ dọn sàn của Ari là quá nhanh, nhưng nỗ lực cuối cùng của Ezreal là không đủ. Chỉ còn nhà Hastil, ông này nâng được Lucian 2, nhưng anh Huấn thì đã lên 10 để kẹp thêm một Kain nữa. Thực sự mà nói, Ari tầm này kể cả 2 sao thì vẫn thừa sức ăn. Combat quá một chiều, không còn gì để bình luận, nên tôi xin phép dừng video ở đây nhé. Anh em đừng quên một like, một share, một subscribe cũng như chưởng vào nút chuông để không bỏ lỡ các video phân tích nhà cà phê nhân phẩm. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.